Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có tin cuộc đời có nhân quả báo ứng và có tin rằng nhiều loài động vật cũng có tiềm thức và xúc cảm giống con người? Câu chuyện một con trâu sắp bị làm thịt bỗng rơi nước mắt chính là một trong những minh chứng cho điều ấy. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Câu chuyện được kể lại, có một nhóm nhân công dắt một con trâu vào trong một lò mổ để sửa soạn làm bít tết. Khi họ đi tới trước cửa lò, thời con vật thình lình đứng khựng lại, không chịu bước thêm nữa. Chú trâu quỳ xuống bằng hai chân trước và tuôn rơi nước mắt. Tại sao trước khi vào lò mổ mà một con trâu lại có thể hay biết nó sắp bị xẻ thịt? Điều này tỏ ra nó có vẻ nhạy cảm nhiều hơn con người. Một tay đồ tể kể lại câu chuyện một cách xúc động. Khi tôi trông thấy một con vật dường như vô tri vô giác, mà lại biết khóc, cặp mắt của nó còn lộ vẻ đầy sợ hãi và buồn khổ, tôi bỗng rùng mình. Người này kể tiếp, tôi vội vàng gọi mọi người tới coi và tất cả đều ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi cùng xuống vào, người thì đẩy, người thì lôi kéo chú trâu đi, nhưng nó không chịu nhúc nhích. Nó chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc. Chủ lò mổ nói, con người luôn nghĩ rằng những con vật này không giống người, đâu biết khóc, nhưng chú trâu này quả thật đã khóc như một đứa con nít. Vào lúc đó có ít nhất là cả chục người khỏe khoắn và vạm vỡ hiện diện, nhưng tất cả đều mủi lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Riêng những đồ tể thường có nhiệm vụ hàng ngày phải mổ trâu bò trong lò mổ còn tỏ ra xúc cảm hơn nữa, họ cũng đã rơi nước mắt. Khi các tay đồ tể từ các lò mổ khác nghe thấy tin này, họ cũng ùn ùn kéo nhau chạy tới xem. Cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra ngay trước mắt họ. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá xúc động đến nỗi họ tuyên bố rằng kể từ lúc này, mỗi khi họ phải làm thịt các sinh vật khác, họ cũng sẽ không thể quên hình ảnh nước mắt của chú trâu này. Kết thúc sẽ giải quyết ra sao? Thấy cả trâu lẫn người đều nhỏ lệ, chúng ta biết rằng chú trâu sẽ không bị xẻ thịt nữa. Quả thật vậy, một số người đã bỏ tiền ra mua chú trâu đó, rồi gửi chú vào trong một ngôi chùa Phật giáo. Đến nơi đó, quý tăng sẽ chăm sóc chú đáo hơn và chú trâu có thể an lành, sống đến tận cuối đời. Một chuyện kỳ lạ khác xảy ra. Sau khi có quyết định trên, chú trâu linh cảm rằng sinh mạng của chú được bảo đảm. Chú tự đứng dậy và đi theo họ. Một người ngạc nhiên nói, tại sao một chú trâu lại hiểu được những lời nói của con người? Dù bạn có tin hay không, nhưng chuyện lạ lùng này quả có thật. Hiển nhiên chú trâu này đã làm lay chuyển cuộc sống của những công nhân làm việc trong lò mổ. Thêm một chuyện nữa, vào tháng 9 năm 2014, một người đăng tải trên Facebook của mình hình ảnh một chú chó con ra đời khi chó mẹ đang bị nhốt trong lồng và đưa đến nơi lò mổ. Hình ảnh này được chia sẻ rất lớn trong cộng đồng và tranh luận rộng rãi trên khắp các mạng xã hội. Chú chó nhỏ bé mới sinh ra độ một vài ngày, được sinh ra ngay trong chiếc lồng chật chội, mắt còn chưa mở, đang cố gắng vươn đầu ra khỏi lồng. Cùng với những bức ảnh là những lời, chú chó con được sinh ra ngay trong lồng, trên những chuyến xe chở cả chó mẹ và những đồng loại khác đến lò mổ. Ngay cả khi mới sinh ra, chó con đã không thể tự quyết định số phận cho mình, và kể cả kẻ đã sinh ra núm ruột của mình cũng không thể tự quyết định vận mệnh cho con chúng. Nhưng con người có thể quyết định số phận cho chúng. Cũng tại trang Facebook cá nhân nói trên, người ta thấy hình ảnh 2 năm trước đó về một chú khỉ bị nhốt trong lồng với cánh tay bị thương rất nặng, nhưng không được chủ nhân nó quan tâm, chăm sóc, đau đớn. Chú khỉ này chỉ biết rưng rưng nước mắt, tương tự như chú trâu bị đưa vào lò sát sinh đã nói ở trên. Thưa quý vị, trong cuộc sống này, những câu chuyện mà động vật có tiềm thức như con người vẫn được truyền tai nhau. Theo chia sẻ từ một người đã từng gắn với nghề đồ tể, khi người này nói là sẽ làm thịt con chó trong chuồng để mang bán, ngay lập tức chú chó đã nằm bệt ra, mồm hộc huyết tươi. Anh đã kéo ra và kiểm tra mới biết con chó đã cắn lưỡi để tự vẫn. Và ngay sau đó thì vô vàn những điều khó lý giải cũng đã xảy ra. Tháng 8 năm 2014, tôi có đến nhà chơi, nhà một anh bạn làm nghề thịt chó ở Cao Hạ.
cái làng nổi tiếng nhất đất Hạ Thành về nghề mổ chó. Anh bạn này trước đây hai vợ chồng làm nghề thịt chó, trồng thịt chó và chế biến, vợ mang ra chợ bán. Theo như anh kể, trước đây hai vợ chồng mỗi ngày thịt khoảng 3 đến 4 con, ngày cao điểm thì 5 đến 6 con. Nhưng đến đầu năm ngoái, hai vợ chồng anh không làm nghề thịt chó nữa vì sợ chó báo oán gây thiệt mạng hàng loạt các ông chủ lò mổ gần đó. Anh kể anh làm nghề này cũng lâu rồi, trước đây thì chẳng sợ gì cả, nhưng biết các đồng nghiệp của mình ra đi bất đắc kỳ tử hàng loạt cũng làm anh sợ hãi mà bỏ nghề. Anh kể cho tôi nghe về sự ra đi vô cùng kinh dị của những người bạn anh. Có người thì đun nước thịt chó, không hiểu làm sao mà đầu chui vào nồi nước sôi mà thiệt mạng. Có người thì dùng quạt điện thổi rơm hun chó thì bị điện giật cứng đơ, co quắp như con chó bị thui mồm há hốc. Mắt trợn ngược, trên tay vẫn còn ôm cái quạt điện và những sự ra đi bất đắc kỳ tử khác. Tôi nghe xong mà rợn tóc gáy. Anh nói những người làm thịt chó như anh thì đi từ xa, chó nó nhìn thấy đã sủa rồi. Có con còn chưa thấy bóng, nó đã chạy mất tích. Có con thì gầm gừ lao vào cắn. Người làm thịt chó nào cũng vậy, chó rất sợ, cứ như bọn chó ngửi thấy mùi sát khí vậy. Tôi nghe anh kể cũng ngầm hiểu nguyên do vì sao. Trò chuyện với anh hồi lâu, tôi dần dần dẫn dắt anh vào các câu chuyện nhân quả báo ứng để cảnh tình anh. Tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện tiêu biểu về quả báo sát sinh mà tôi đọc được hay nghe người khác kể lại, là chuyện thiêu mèo mẹ, 6 người con bị bệnh nhũn xương, nào là chuyện ăn ba ba, sinh con ba ba. Và cuối cùng tôi kể anh nghe chuyện quả báo của ông chủ nhà hàng thích dùng động vật sống để mua vui cho khách. Tôi kể mà anh gật đầu không nói một câu nào. Có lẽ thâm tâm anh cũng một phần đã hiểu phải làm thế nào. Anh nghe xong câu chuyện tôi kể, chậm rãi nói, con chó thực sự nó cũng có tâm tính như con người em ạ. Trong suốt cuộc đời làm thịt chó của anh, có một con chó làm anh không thể nào quên được. Tôi nghe đến đây, bắt đầu tò mò hỏi anh về chuyện con chó đó thế nào. Anh kể vài năm trước, có một gia đình trên phố cổ gọi anh đến bán con chó nhà họ. Vì con chó nhà họ dữ quá, chủ nói không nghe, càng to thì nó càng ác. Vì họ sợ nó gây họa nên gọi bán cho anh về thịt. Hôm đó anh đến nhà, tay cầm cái gậy thòng lọng. Con chó không như mọi lần đợi khách vào đến nhà mới chồm ra cắn. Vừa nhìn thấy anh, hình như nó đã cảm thấy cái sát khí của người làm thịt chó. Nó phi từ trong nhà ra cổng, lao thẳng vào, mặc định cắn anh. Anh nhanh tay dùng cái gậy trong tay vung một cái vào mõm nó. Nó sợ mới chạy thẳng vào gầm giường gầm gừ. Anh nói con chó này thuộc dòng chó sủa cỡ bự, khoảng 40 cân. Cuối cùng anh cũng bắt được nó mang về nhà nhốt vào lồng. Anh nhốt nó chung với các con chó khác. Mấy hôm sau, anh đứng gần chuồng chó nói với vợ, tối nay làm thịt con chó to kia để mai em đi chợ vùng hoang bán. Vừa nói dứt câu, trong chuồng oang oang tiếng kêu của các con chó khác. Anh và vợ quay ra nhìn thấy con chó bự nằm bệt ra, mồm đầy huyết tươi. Anh kéo ra và kiểm tra mới biết con chó đã cắn lưỡi để tự chấm dứt cuộc sống. Tôi nghe anh kể mà cũng thấy nổi hết gai ốc. Trước đây tôi nghe thấy người cắn lưỡi vì sợ bị người ta hành, vì uất hận, chứ chưa từng nghe chó cắn lưỡi bao giờ. Thật sự là làm người nghe cũng phải suy ngẫm. Sau khi con chó cắn lưỡi rồi lăn quay, vì tiếc của vốn bỏ tiền ra mua nó về bán, nay mà không thịt thì lỗ to. Anh chị quyết định vẫn thịt và chế biến như các con chó khác. Anh nói con chó này đúng là rất thiêng, đến thịt của nó cũng không bán được. Anh kể mỗi lần thịt chó xong, anh sẽ cho cả con vào nồi hấp chín, sau đó mang cả con ra chợ bán. Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu sao hôm đó sau khi cho chó vào nồi hấp thì vào nhà nằm và ngủ thiếp đi, ngủ mê man không biết gì, cứ như bị uống thuốc ngủ vậy. Khi anh tỉnh dậy chạy ra xem nồi chó hấp thì thịt chó đã nhão như bùn, không thể bán được nữa. Tôi hỏi thế rồi anh xử lý thế nào với nồi thịt chó này. Anh bảo anh chị cũng sợ lắm,
con này không phải con chó bình thường, nên anh quyết định đổ cho lợn ăn hết, chứ mình không dám động một miếng. Tôi nghe xong trong lòng thầm nghĩ, có lẽ phúc dòng họ nhà ông anh này còn lớn. Nếu mà ăn nổi thịt chó này, thì không biết chừng cả nhà đã gặp đại họa. Thưa quý vị, bạn có thể không cần phải là một người thành công, không cần phải là một người giàu có, nhưng bạn nên là một người sống nhân ái, có tình thương. Dù là với một con vật thì mới có lòng nhân ái với con người. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quý vị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.